Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển sang ký tự là có dấu dạng như chấm 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 á, rồi đọc mà đít á. Thì mình sẽ vào kích vào cái ký tự mình muốn chuyển ha, mình chọn là edit. Rồi mình chọn phông. Mình giữ ý cái dòng style này nè. À, mình sẽ chọn là cái latit này nè. Rồi mình nhấn ok. Thì như vậy là ở đây nó sẽ chuyển thành những chấm nha. Nè. Đó. Do cái này á thì mình chọn là chữ đậm cho nên nó sẽ không có chấm rõ ràng nha. Rồi mình sẽ chuyển cái chữ bold này nè. Mình sẽ chọn no á. Rồi các bạn chú ý cái chữ style này là latit nha. Rồi mình chọn ok nè. Đây, nó ra dấu chấm rất là rõ ràng nha. Đây, mình sẽ thử. Cái dấu chấm thì nó sẽ tương đối nó nhạt hơn nha, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm mực hơn cho mình. Đó, đây là mình in cái dấu chấm. Rồi tương tự thì mình sẽ làm đối với các cái dòng còn lại, thì như vậy là mình sẽ in được các cái ký tự khác. Rồi tiếp theo nữa là mình muốn đổi phông thì cũng tương tự vậy, mình kích vào đây, mình chọn edit, mình chọn phông, nó có một cái bảng phông ở đây đó, thì mình sẽ chọn cái gì phông capti này chẳng hạn. Đó thì mình thấy là cái kiểu nó khác. Rồi, xin cảm ơn các bạn.